trên tay gói thầu X03B của công ty Thuận Hai của chúng tôi đang thi công bó dây cáp quang cuối cùng của dự án 128/128 bó dây cáp quang. Cái khoảnh khắc thi công này rất là tuyệt vời. Để có thành tích này thì anh em rất là cố gắng, rất nhiều nhà thầu, rất nhiều các anh em công nhân lao động, rất nhiều chuyên gia, rất nhiều kỹ sư lao động hết mình để có thành quả ngày hôm nay. Và anh em sau khi căng kéo xong cáp dây văn của bó cuối cùng, hai nhà thầu là Trung Nam và Trung Chính tiếp tục đẩy nhanh công tác lắp cốt thép để thi công hai đốt dầm cuối cùng trên xe đúc là đốt MK16. Sau khi xong, anh em đủ điều kiện là anh em thi công tiếp đốt Hào Long, và tất cả các nhà thầu trong liên danh cố gắng phấn đấu thi công tiến độ của cầu Mỹ Thuận 2 là đảm yêu cầu và đảm bảo chất lượng và luôn luôn đáp ứng được kỳ vọng của dự án giao cho các nhà thầu trong liên danh. Anh có thể nói thêm một chút xíu về các cái bó cáp mà mình đang thi công ở cầu Mỹ Thuận anh? Vâng, thì bó cáp số 128 mà anh em tôi đang thi công đây thì là bó cáp ra là bó cáp khó khăn nhất, là ví dụ như là số lượng tao cáp trong một bó là nhiều nhất và chiều dài là lớn nhất và lực căng cũng là lớn nhất. Thì anh em chúng tôi trong nhà thầu liên danh thi công thông trưa, tranh thủ cái thời tiết đảm bảo không mưa gió nhỏ để anh em đủ điều kiện, và tất cả những người lái máy, tất cả những người công nhân, tất cả những bộ phận phục vụ là luôn luôn đáp ứng 100% và đảm bảo được là công tác thi công được liên tục và đáp ứng được tiến độ đặt ra. Dạ, xin anh cho biết thêm một chút xíu về cái thông số các sợi cáp một chút xíu. Cái cầu gồm bao nhiêu sợi cáp và cái thông số của nó như thế nào anh? Cái cáp văng dự ứng được thì bố trí ở hai trụ T15 và trụ T16. Mỗi bên có 64 sợi cáp và mỗi một lần lên là được 4 sợi ở 4 góc. Và tất cả các thiết bị, tất cả công nghệ đều là ngoại nhập. Tất cả đều được thí nghiệm, đều được đảm bảo chất lượng và đều được mọi người kiểm soát chất lượng rất là sát sao vấn đề trước khi sử dụng, trong quá trình thi công và trong quá trình khai thác là luôn luôn đảm bảo chất lượng. Dạ. Yeah. Rồi, cảm ơn anh Đệ rất là nhiều. Anh giới thiệu một chút xíu về họ tên chức danh nha. Vâng, tôi là Hoàng Đình Đệ, thì là đội phó của đội Chính Trị, là phó giám đốc ban hành liên danh với thầu X03B. Dạ, rồi, cảm ơn anh Đệ rất là nhiều. Dạ, kính thưa quý vị khán giả, trong ngày 15 tháng 9, ông Trịnh Trường Hải, giám đốc điều hành dự án cầu Mỹ Thuận 2 thuộc Ban Quản lý Dự án 7 Bộ Giao thông Vận tải cho biết các nhà thầu đã căng bó cáp dây văn cuối cùng tại dự án cầu Mỹ Thuận 2. Đây là một dấu mốc rất là quan trọng. Như quý vị cũng đã nghe anh Đệ chỉ huy phó của công trường của một nhà thầu tại dự án cầu Mỹ Thuận 2 vừa cho biết, thì chúng ta có thể nắm lại cầu Mỹ Thuận 2 được bố trí 128 bó dây văng tại các trụ chính của cầu. Thì ông Đệ cũng cho biết rằng thì trong ngày 15 tháng 9 thì các nhánh đang các nhà thầu đang thi công kéo căng bó dây cáp văng cuối cùng tại cái cầu này, và ông cũng khẳng định rằng đây là cái khâu khó khăn nhất, tại vì cái bó cáp này nó có cái số lượng cáp nhiều nhất, dài nhất, và nó cũng là cái dây cáp mà có lực căng lớn nhất. Thì liên danh nhà thầu phải tranh thủ thời tiết thuận lợi, đảm bảo đủ các điều kiện và tập trung nhân vật lực 100% để thi công theo cái tiến độ đề ra. Thì ông Đệ khẳng định lại rằng là tất cả các thiết bị công nghệ thi công đều là ngoại nhập và được thí nghiệm. Sau khi đảm bảo được chất lượng thì mình mới đưa vào thi công. Dạ, kính thưa quý diễn giả, bên cạnh đó thì việc thi công tại một cái công trường lớn như thế này, trên công trường có hàng trăm công nhân kỹ sư, thì việc an toàn lao động phải được đặt lên trên hết. Và ông Đệ tiếp tục cho biết thi công trước Tết Nguyên Đán là liên danh nhà thầu của chúng tôi đẩy nhanh được tiến độ thi công. Bên cạnh đó luôn luôn đặt cao vấn đề an toàn lao động là lên trên hết. Chúng tôi kiểm soát tất cả các ca làm việc, tất cả các giờ làm việc,
cung cấp đầy đủ tất cả các quân tư trang, dụng cụ, tất cả các đồ về. Nhiều khi có những lúc anh em tôi phải kiểm tra kể cả sức khỏe, về nồng độ cồn đối với người lao động để đảm bảo nó đâu vào là anh em công nhân phải đủ điều kiện làm. Về ban đêm, ánh sáng, rồi tất cả các thiết bị, tất cả những người cảnh giới, tất cả các vị trí đều phải đầy đủ và đều phải đảm bảo. Đối với những công việc quan trọng, chúng tôi yêu cầu phải nghiệm thu an toàn. Đạt yêu cầu, chúng tôi mới làm công việc khác. Chúng tôi cam kết và cố gắng công tác an toàn được đặt lên cao và tất cả mọi người để hoàn thành nhiệm vụ với vấn đề an toàn và luôn luôn cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ. Cảm ơn anh rất nhiều.